Ai kêu cô Hằng của nụ? Lại một lần nữa cô Hằng sai rồi. Cô Hằng ơi lấy tình giấy mới. Cô Hằng ơi, cô đừng có ngã quyền lực được không? Sao cô nói cô về quê quán phận thủ thừa, cô không live stream nữa mà. Cô lo cho chồng cho con mà sao giờ này cô lên cô ăn oan, cô nói cô mà lì ông thầy Thích Minh Tề của nụ là sao cô? Cô ơi là cô, con thương cô, con mong cô hãy từ bi hỷ xả rút lại lời nói của mình và gặp đầu xin lỗi ông thầy Thích Minh Tề là xong. Chứ để con Kim Ngân Trang Dồ nó nói nó kêu cô là lương là lẹo rồi là không sống. Cô ơi là cô thương cô quá cô Hằng ơi. Trời ơi, cô nói cô không kiềm chế không suy nghĩ hay sao vậy cô? Trời ơi, nụ ơi là nụ ơi. Tại sao vậy nụ? Tại sao em chưa nở hoa mà em cứ như vậy hả nụ? Đừng để anh lấy cái nụ về anh cắm lên bãi phân bò là em sẽ nở ra một cây hoa đấy nụ ơi. Nhưng mà anh cắm bấy lâu này rồi nhưng mà nụ vẫn chưa nở hoa là sao nụ ơi? Tại sao vậy? Cô Nguyễn Phương Hằng, cô có nói cái gì hay như thế nào cũng là việc của cô đi. Lên nói người ta để làm cái gì hả nụ? Trong lúc đó nụ nghĩ là nụ đẹp lắm hay sao? Đít nụ thì ở Tây Bắc, còn mồm nụ thì ở tận mũi Cà Mau. Rồi hai cái chắp lái là thành mồm với đít, đít đít mồm mồm rồi nụ ơi. Hoa chưa nở mới thành cái nụ, mà nụ đã tàn rồi nụ ơi. Tại sao với nụ ơi? Nụ cứ cho mình là hay ho nhưng thực chất nụ chỉ là một con thì nở. Lắm mồm điếu hoa nói nhiều thành ra nói ngu. Nụ ơi, bao giờ em ăn cơm hay là em ăn cứt? Ờ, chết mẹ. Lộn nha mọi người. Cái này mình hát hơi lộn nhé. Ừ. Nhập tâm quá mọi người ơi. Ừ. Thế nha nụ nhá. Ừ. Nếu mà em có đáp trả lại video hay nữa thì anh em mình chửi nhau cho nó vui nhà nụ nhá. Ừ, thế nụ nhá. Ừ.